Hi, xin chào anh em, mình là Hai Gia Gaming đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel Hai Gia Te Gaming. Và trước khi vào video này, nhớ cho mình một like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn tốt nữa, hãy ấn vào cái chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Nào, bắt đầu thôi. Và video hôm nay mình sẽ làm về thảm họa thiên nhiên. Mình đã bá đạo thứ nhất thì không, à không, mình đã bá đạo thứ hai thì không ai dám giành thứ nhất của mình hết. Game này là easy thôi. Game so easy, easy. Tí mình thể hiện cho mọi người xem. Trời ơi, dăm ba cái đồ quỷ này. Không, mọi người thấy hợp lý không? Thấy không? Đứng là thấy hợp lý rồi đó. Góc là chân thấp hơn. Để già, để cái cây cao hơn. Trời ơi, bấm ba cái đồ quý này. Để mình đi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi là trời. Tội nghiệp cho thanh niên nào lên con tàu con thoi sớm á nha. Đi sớm á. Cạn lời luôn rồi. Tưng 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 tưng. Đây là ok rồi đúng không? Vậy thì mình sẽ đợi thôi. Nếu mọi người thích làm mình những video clip và giải trí kiểu kiểu vậy thì nhớ bình luận dưới nha, mình sẽ chơi trò này. Chơi lầy luôn. Ồ, hai anh em. Theo kinh nghiệm xương máu của mình đã chơi trò này biết bao nhiêu là lần thì chắc chắn ở trên cao càng tốt. Và ở dưới càng thấp càng tốt thì sẽ sống dài hơn. Ủa vậy thì có tác dụng gì ta? À, mình thấy kiểu này là nó mình muốn ra sống thần quá. Skin đẹp quá bạn ơi, cho mình đi. Ồ, tới bê bọt à. Rồi, trước khi mình sẽ nhảy một bài cho mọi người xem. Nhảy nè. Trong khi người ta còn chạy mình cứ nhảy thôi. Yes. Vô, 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 vô. Dỡ thôi. Được. Please. Please. Trời ơi là trời ơi, sao mà xuống đây? Trời ơi là trời. Chị ngu thật rồi. À, cắt xuống rồi. Xuống 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 xuống. Tóc đẹp trai của tôi. Đừng 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 tha em. Đâu? Tha em. Đâu đâu anh? Đâu đâu? Mất tóc đẹp trai rồi. Mình bị sao mình sẽ để yên như vậy nha mọi người. Hai mến. Wow. Ơi. Rút rút lui. Đầu chọc luôn rồi. Đang sói ca giờ thành sói đầu luôn. Ghê quá, đang từ sói ca thành sói đầu. Nà ní. Easy nữa mày. Rồi xong. Thấy không? Từ sói ca mà thành hói đầu luôn. Mọi người thấy bá đạo rồi đó. Cho mình mượn cái đầu tí bạn để mình xem. Ồ, tôi đứng thứ hai nha. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Xuống đi! Why? Sao nó thử tôi như vậy? Ghét không? Tính chơi xô mà mình lại thằng chết ngược. Hư cấu. Trời, chẳng qua nãy là lỗi kỹ thuật thôi, tự nhiên mình nhảy xuống nó thôi, lại hói đầu không đẹp trai nên mình nhảy phi thân xuống thôi chứ có chứ chẳng phải chứ không phải là mình gà đâu, chứ mình là bét á. Thấy không? Chiến thắng 46 mạng, nãy mới 50 mạng không,
Không có gì đâu. Giờ mình sẽ bắt đầu thôi nào. Nói chung là mình đã có tìm được một góc rồi. Map này mình là best á. Không chết nổi đâu. Ước gì là sống thành nhỉ? Mình chả thấy sống thành. Ít thấy quá. Đây, mọi người cứ đi theo mình thôi. Nhảy móc lốp đường này qua nè. Không phải. Không, mọi người cứ đi thẳng lên thôi. Đây, tới đây. Ai thấy cái cầu thang không? Móc lốp qua bên này đứng. À. Trời, cái này thì ai làm gì cho mình? Thôi. Bật đi ra. Bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi, chóng mặt quá. Rồi sao giờ? Rút máu liên tục luôn. Nó bên đây hả? Cho mình núp với. Chui qua bên này, chui qua bên này. Bự con quá mà. Bự con quá chui không được. À, bỏ ta ra. Ấy, sập tường. Vãi cái sập tường ạ. Chết sợ rồi. Giờ sao? Hey hey men. Easy thôi mà. Tầm thường. Sao mà chết được? Thôi không chơi giải đâu. Bây giờ bình thường thôi. Ê tù nhân. Mình sẽ thử mặc mấy bộ này. Thôi. Rút máu nhiều quá. Rút rút rút. Chắn gió cho em anh. Không, xoáy ca mà sao mà chết được. Easy thôi, không? Chỉ có mình đó là bé rồi. Đâu mình đâu mình đâu mình đâu mình đâu mình đâu đây ha, cũng đứng hả ha, gấu trúc nè, mình chỉ cần việc đợi hồi máu thôi, thấy không? Quá gì thì nhà tù là mình lập bét không? Bãi thanh niên gian chơi trước à, ngu si. Vẫn vô lại à, mình sẽ chạy thử lên kia. Mình chơi ngu nhảy này đâu nha mọi người. Nhảy đó là chơi sớm đó. Hey. Mọi người có biết tính mình rồi. Mình không phải là một người dòng do Tam Quốc loạn lạc chiến tranh. Là sao? Là một người dòng do, là một người nói rất nhiều. Một người không dòng do là một người rất không nói nhiều. Đó. Để suy ra mình là một người không bao giờ dòng do. Vì sao? Vì mình ít nói. Mọi người thấy không? Mình nói mới có bao giờ dài dòng đâu. Nó rất ngắn gọn súc tích. Cái này là mình nói cho anh em hiểu. Mọi người phải hiểu cho mình chứ. Mình nói rất ngắn gọn. Tại sao lúc nào mọi người cũng nói mình nói nhiều? Thật sự thì mình nói rất là ngắn gọn. Mình nói thật. Ôi thôi. Thiên thạch rơi rồi. Má ơi. Cái này là phải di chuyển liên tục nha mọi người. Mình không phải là dài dòng đâu. Nhưng mà nói chung là mình là một người không nói nhiều. Vì sao mình không nói nhiều? Bởi vì mình không phải là người dài dòng. Vì sao mình không phải là người dài dòng? Bởi vì mình là người không nói nhiều. Mình không thích vòng vo vòng lo đi lại một câu chuyện. Vì thế cho nên mọi người phải hiểu cho mình là người không bao giờ nói nhiều. Mọi người phải hiểu cho mình biết rồi, không bao giờ nói nhiều rồi. Giờ easy thôi, sao mà rớt dính đầu ra được. À, thách thức mà được. À, ghê vậy, em nói dở anh làm gì ghê anh. À, và video này có vẻ cũng dài coi. Cảm ơn mọi người đã coi video clip của mình. Nếu bạn nào đang ngủ thì tỉnh 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 dậy nha. Mình nói nhiều đâu, mình nói ít lắm. Và mình thôi bỏ đi, ném đá chết. Và kết thúc video là tại đây nha mọi người. Bye bye anh em. Bye 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 bye.